thiệt là muốn từ chối công việc này sao? Phải. Cô cũng biết đây là một dự án rất tốt không phải hay sao? Tập đoàn đã tra xét kế hoạch này rồi, cho nên mới kêu tôi tới để từ chối ông. Trước đây bà kêu tôi điều tra người đã bảo vệ cái đình đó, tôi đã điều tra được rồi. Có thiệt là bác hồ súp không? Du Hà, lẽ nào em thực sự rất cần công việc sao? Em muốn làm, việc gì cũng làm được hết. Có phải em đã ly hôn rồi không? Rốt cuộc thì tại sao bà cứ tìm mọi cách tiếp cận ba tôi vậy hả? Tôi chưa từng muốn tiếp cận ba của cô lần nào hết. Nói với ma đồng hồ, đừng có tung tin đồn nhảm về tôi nữa. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Yên tâm, tôi sẽ nói ổng ăn nói cho có chừng mực.